Này thiện hiện Đại Bồ Tát ấy, chẳng thấy Pháp Môn Tam Ma Địa, chẳng thấy Pháp Môn Đà La Ni, có thể tin tưởng làm theo, cũng chẳng thấy chân như của Pháp Môn Tam Ma Địa, chẳng thấy chân như của Pháp Môn Đà La Ni, có thể tin tưởng làm theo. Này thiện hiện Đại Bồ Tát ấy, chẳng thấy 10 lực Phật chẳng thấy bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng có thể tin tưởng làm theo, cũng chẳng thấy chơn như của 10 lực Phật, chẳng thấy chơn như của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng có thể tin tưởng làm theo này thiện hiện đại bồ tát ấy chẳng thấy quả dự lưu chẳng thấy quả nhất lai bất hoàn a la hán có thể tin tưởng làm theo cũng chẳng thấy chơn như của quả dự lưu chẳng thấy chơn như của quả nhất lai bất hoàn a la hán có thể tin tưởng làm theo này thiện hiện đại bồ tát ấy chẳng thấy quả vị độc giác có thể tin tưởng làm theo cũng chẳng thấy chơn như của quả vị độc giác có thể tin tưởng làm theo này thiện hiện đại bồ tát ấy chẳng thấy trí nhất thiết chẳng thấy trí đạo tướng trí nhất thiết tướng có thể tin tưởng làm theo cũng chẳng thấy chân như của trí nhất thiết chẳng thấy chân như của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng có thể tin tưởng làm theo này thiện hiện đại bồ tát ấy chẳng thấy địa vị phàm phu chẳng thấy địa vị thanh văn địa vị độc giác địa vị bồ tát địa vị như lai có thể tin tưởng làm theo cũng chẳng thấy chân như của địa vị phàm phu chẳng thấy chân như của địa vị thanh văn địa vị độc giác địa vị bồ tát địa vị như lai có thể tin tưởng làm theo này thiện hiện đại bồ tát ấy chẳng thấy quả vị giác ngộ cao tột của chư phật có thể tin tưởng tưởng làm theo cũng chẳng thấy chân như của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật có thể tin tưởng làm theo. Này thiện hiện nếu thành tựu các hành trạng tướng như thế thì nên biết đó là đại Bồ Tát bất thối chuyển.